Nga tuyên bố đánh bại cuộc đột kích lớn từ Ukraine. UAV tự sát Nga, tập kích trận địa S-300 Ukraine. Nga xâm nhập vào tình báo Đức để xác định vị trí pháo HIMARS ở Ukraine. Ukraine áp sát ngoài ô, dồn quân tiến công sườn Bakhmut. người tông xe vào hàng rào gần Nhà Trắng muốn ám sát ông Biden. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Nga vừa thông báo đã đánh bại các tay súng Ukraine tấn công khu vực biên giới Nga để lùi lực lượng này về phía Ukraine. Theo hãng thông tấn Nga TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã loại bỏ nhóm vũ trang được cho là từ Ukraine xâm nhập vùng Gryvoron, tỉnh Belgorod. Nhóm vũ trang này đã pháo kích điểm kiểm soát biên giới Kozinka và nhiều cơ sở dân sự vào ngày 22 tháng 5. Lực lượng an ninh Nga đến từ quân khu miền Tây đã bao vây, không kích và pháo kích, hạ gục hơn 70 tay súng, phá hủy 4 xe bọc thép, 5 xe bán tải. Nhóm vũ trang này trên đường rút lui về Ukraine đã bị các lực lượng Nga truy kích và hạ gục hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga coi đây là các phần tử khủng bố. Moscow tuyên bố các xe bọc thép của Mỹ và Ba Lan đã được những tay súng Ukraine sử dụng trong vụ tập kích vào tỉnh biên giới Belgorod của Nga. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phủ nhận thông tin cho rằng phương tiện quân sự mà các tay súng Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công là thiết bị mà Washington hoặc đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev. Theo số liệu chính thức, 12 dân thường bị thương sau hành động của nhóm vũ trang này. Một cụ già tử vong khi đang được lực lượng cứu hộ Nga sơ tán. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak ngày 23 tháng 5 khẳng định nước này không liên quan đến sự việc xảy ra gần đây ở tỉnh biên giới của Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng Kiev đang nói dối. Ông Medvedev khẳng định, Kiev luôn nói rằng tấn công phá hoại kiểu như vậy không liên quan gì đến họ. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói dối. Ông Medvedev cáo buộc Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ Kiev như Anh và các nước khác phải chịu trách nhiệm. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông Medvedev. Trên chiến trường, lực lượng Nga thời gian qua tiếp tục triển khai UAV tự sát lá tập kích các tổ hợp phòng không tầm xa S-300 của Ukraine, phá hủy ít nhất hai cụm xe chở đạn kiêm bệ phóng. Truyền thông Nga vừa chia sẻ video từ máy bay không người lái UAV cho thấy khoảnh khắc trận địa tên lửa S-300 Ukraine bị tập kích. Trong video đầu tiên, hai xe chở đạn kiêm bể phóng 5P-85 SD Ukraine phủ lưới ngụy trang bị UAV trinh sát Nga phát hiện trong trạng thái nghỉ ở công sự kiên cố, chưa chuyển sang chế độ chiến đấu. UAV tự sát lan xét của Nga, sau đó lao thẳng xuống bệ phóng tên lửa trong trận địa S-300 và phát nổ đòn tập kích không kích nổ tên lửa trong ống bảo quản, nhưng gây hư hại nặng với khoang chứa thiết bị điều khiển bệ phóng. Đòn tập kích nhiều khả năng khiến cả hai xe phóng mất khả năng chiến đấu, do khoang điều khiển trên xe 5P85S có nhiệm vụ kết nối và kiểm soát hoạt động của bệ 5P85D bên cạnh. Video thứ hai quay bằng cảm biến ảnh nhiệt trên UAV Nga không cho thấy loại vũ khí được sử dụng để tập kích trận địa S-300 Ukraine. Ít nhất 3 vụ nổ được ghi nhận trong đó một vụ nổ dường như kích hoạt nhiên liệu rắn của tên lửa S-300, khiến nó tự phóng và đâm xuống khu đất trống gần đó. Thời gian và địa điểm trận địa đầu tiên bị tấn công không được công bố, trong khi trận địa thứ hai dường như nằm tại khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia. Hệ thống S-300 vẫn là tên lửa phòng không tầm xa chủ lực trong biên chế Ukraine, trong bối cảnh nước này mới nhận hai tổ hợp Patriot do Mỹ chế tạo và phải ưu tiên bảo vệ thủ đô Kiev. Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây đánh giá phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự và không thể ngăn nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Kho dự trữ đạn tên lửa S-300 của Ukraine cũng có nguy cơ cạn kiệt trong tương lai gần. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá cạn tên lửa phòng không là kịch bản thảm họa đối với Ukraine, khiến lưới phòng không nước này xuất hiện nhiều lỗ hỏng. Điều đó cho phép máy bay nga tiếp cận nhiều mục tiêu hơn và khai hỏa vũ khí tầm ngắn thay vì sử dụng tên lửa tầm xa có chi phí cao và nguồn cung hạn chế. Trong khi đó, trên quy mô rộng lớn hơn ở châu Âu, một số nguồn tin cho hay tình báo Nga đã xâm nhập được vào cơ quan tình báo đối ngoại Đức, cơ quan được đánh giá cao trong cộng đồng tình báo của phương Tây. Hiện Đức và các nước phương Tây đang lo ngại Nga đã nắm được một số thông tin tuyên mật của họ, bao gồm cả vị trí các tổ hợp pháo HIMARS bố trí ở Ukraine. Báo chí Đức cho hay, một điệp viên tình báo Đức bị tố cáo đã tiết lộ bí mật quốc gia cho Nga và người này đã được trao nhiệm vụ tìm kiếm vị trí của các bệ phóng phá phản lực cơ động cao HIMARS ở Ukraine. Theo báo chí Đức, Kasten Linke, đặc vụ hàng đầu của tình báo Đức đã được cơ quan tình báo Nga vào mùa thu năm 2022 giao nhiệm vụ gửi thông tin chính xác về vị trí của các hệ thống rocket HIMARS và IRIS-T mà Mỹ và Đức đã cung cấp cho Ukraine. Giới chức Đức được cho là không tin và khả năng Linke Kê đã gửi được thông tin này cho Moscow. Nhưng điệp viên này đã làm dò dỉ thành công thông tin từ cơ quan tình báo Đức BND về công nghệ liên lạc tuyệt mật. Đổi lại cơ quan tình báo Nga có thể đã trả tiền mặt cho điệp viên Đức. Theo tin tức từ báo Đức, các nhà điều tra đã khám phá ra một phong bao chứa một lượng tiền euro tầm 6 con số trong một ngăn đựng đồ thuộc về điệp viên này. Carsten Linke, 52 tuổi, đã bị BND bắt giữ ngay trước Giáng sinh năm 2022. Các công tố viên coi ông là nguồn tiết lộ thông tin tình báo tuyệt mật nên họ đang điều tra ông ta với cáo buộc phản quốc. Nghi phạm thứ hai, Arthur Eller, bị bắt giữ vào tháng 1 và bị buộc tội phản quốc do đã hỗ trợ Castan Linke cung cấp thông tin cho Nga. Tuy nhiên Eller không phải là nhân viên cơ quan tình báo Đức. Tình hình ở Ukraine hiện nay đang gia tăng nỗi sợ ở Đức về khả năng Nga tiến hành tấn công mạng vào Đức hoặc phá hoại ngầm cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này. Trong một diễn biến khác, dù đã để mất Bakhmut vào tay lực lượng Nga, thế nhưng quân đội Ukraine hiện nay vẫn một mực tuyên bố họ chưa thất thủ ở trào lửa này. Binh lính Kiev được cho là đang cố gắng áp sát ngoại ô Bakhmut, dồn quân tiến quân đánh vào sườn thành phố, nỗ lực giành lại cứ điểm. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thông báo trên Telegram rằng, quân đội của Ukraine kiểm soát vùng ngoại ô phía tây nam thành phố, trong khu vực máy bay ám chỉ phần còn lại của tượng đài MiG-17 ở quảng trường Druzba phía tây nam Bakhmut. Bà Malia cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tiến công quy mô nhỏ ở hai bên sườn phía bắc và phía nam của thành phố Bakhmut. Quan chức quốc phòng Ukraine nói thêm, giao tranh vẫn tiếp tục ở vùng ngoại ô. Nga đang cố gắng giành lấy những vị trí thuận lợi nhưng không thành công. Ở một số khu vực, Nga đang ở thế phòng thủ. Họ phải chịu tổn thất nặng nề. Ông Oleksiy Danilov, cố vấn an ninh quốc gia Ukraine, cũng khẳng định một phần thành phố Bakhmut vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ông Danilop ủng hộ quyết định của chính quyền Kyiv khi bám trụ thành phố Bakhmut lâu nhất có thể. Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Georgiy Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, cũng xác nhận lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut từ hôm 20 tháng 5. Ông Trung Wagner cho biết. Lực lượng này sẽ rút khỏi Bakhmut từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Ngoài ra, các đơn vị của Wagner đã lập các tuyến phòng thủ ở vùng ngoại ô phía tây thành phố trước khi bàn giao lại quyền kiểm soát cho quân đội Nga. Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục úp mở về việc tổ chức phản công mùa xuân quy mô lớn. Tuy nhiên, tới nay, khu vực chiến sự đã gần bước sang mùa hè. Các cuộc phản công này vẫn chưa thấy đâu. Lý do của sự chậm trễ đã được chính phía Ukraine công bố giám đốc tình báo quốc phòng ukraine kirin budanov trả lời báo chí quốc tế rằng ukraine đã có lượng vũ khí cần thiết tối thiểu để phản công giám đốc tình báo quốc phòng ukraine chỉ có thể nói rằng chiến dịch phản công sẽ sớm bắt đầu mặt khác ông nhấn mạnh để tiến hành một chiến dịch thành công và có thể kéo dài ukraine cần nhiều vũ khí hơn nữa ông budanov cho biết ukraine cần một lượng lớn đạn dược vũ khí để tiếp tục hoạt động phản công thành công ukraine rất cần thêm vũ khí và máy bay chiến đấu Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nói thêm, ông sẽ theo dõi sát sao tình hình viện trợ quân sự của phương Tây sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản hồi tuần trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, Kiev sẽ sớm mở chiến dịch phản công ngay sau khi tích trữ lượng vũ khí cần thiết. Tuần trước, báo Financial Times đánh giá, Ukraine chỉ có khoảng 5 tháng để chứng minh hiệu quả các gói viện trợ của phương Tây trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chịu sức ép lớn bởi dư luận trong nước. Trong khi đó, một số hãng tin và chuyên gia phương Tây cảnh báo chiến dịch không kích của Nga nhằm vào các kho quân sự, điểm tập kết quân đã ảnh hưởng đến kế hoạch phản công của Ukraine. Ông Budanov bác bỏ đánh giá này và cho biết, các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ đến 90% tên lửa trong các cuộc tập kích của Moscow. Mới đây, Nga cho biết đã điều máy bay chiến đấu Su-27 để ngăn chặn hai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ xâm phạm biên giới ở vùng biển Baltic. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hôm 23 tháng 5, hệ thống kiểm soát không phận ở biển Baltic đã phát hiện hai mục tiêu trên không tiếp cận biên giới Nga. Thông cáo nêu rõ thêm, để ngăn chặn xâm phạm biên giới của hai máy bay Mỹ, Nga đã triển khai máy bay chiến đấu Su-27 của hạm đội Baltic. Phi đội của Nga sau đó xác định Hai mục tiêu trên không đó là các máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, hoạt động ngăn chặn trên tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quốc tế về sử dụng không phận. Phát ngôn viên Lồng Năm Góc Pat Ryder xác nhận, Nga chặn các máy bay ném bom của Mỹ. Ông cho biết thêm rằng, hai máy bay B-1B khi đó đang tham gia vào một cuộc diễn tập quân sự được lên kế hoạch trước đó rất lâu ở châu Âu. Đây là vụ việc mới nhất trong các cuộc chạm trán giữa máy bay Nga và máy bay của NATO. Cách đây một tuần, Moscow nói rằng hai máy bay của Đức và Pháp đã bị chặn khi có dấu hiệu xâm phạm không phận Nga. Hồi giữa tháng 4, Nga cũng điều một chiến đấu cơ để xua đuổi một máy bay quân sự Đức ở biển Baltic. Vào tháng 3, một máy bay trinh sát không người lái của Mỹ lao xuống biển sau khi va chạm với máy bay quân sự Nga ở Biển Đen. Trung Quốc vừa bổ nhiệm một đại sứ mới tại Mỹ, đó là ông Tạ Phong. Vị tân đại sứ này đến Mỹ nhận nhiệm vụ hôm 23 tháng 5 trong bối cảnh quan hệ Mỹ Trung vẫn chưa có dấu hiệu tan băng. Ngay khi đặt chân tới Mỹ, đại sứ của Trung Quốc đã có bài phát biểu cảnh báo khó khăn nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ Trung. Tân đại sứ Trung Quốc tại Washington Tạ Phong đặt mục tiêu tăng cường quan hệ Mỹ Trung vào thời điểm có nhiều khó khăn và thách thức nghiêm trọng. Ông Tạ Phong nói sau khi đến thành phố New York, Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để tăng cường đối thoại, quản lý sự khác biệt cũng như mở rộng hợp tác để mối quan hệ hai bên trở lại đúng hướng. Bộ ngoại giao Mỹ lên tiếng hoan nghênh tân đại sứ Trung Quốc tới Mỹ. Washington mong đợi được cộng tác với đại sứ Tạ Phong cùng đội ngũ của ông. Nhưng Mỹ đã đề cập trong một số dịp, Mỹ vẫn cam kết duy trì các kênh liên hệ với Trung Quốc để quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm. Ông Tạ Phong, 59 tuổi, từng đảm nhiệm cương vị thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc, phụ trách chính sách đối với Mỹ. Ông là nhà ngoại giao kỳ cựu với nhiều mối quan hệ và kinh nghiệm liên quan đến Mỹ. Bắc Kinh đã để chống vị trí đại sứ ở Washington trong thời gian dài, sau khi ông Tần Cương được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái và thôi chức đại sứ vào đầu tháng 1 năm nay. Đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ khi hai bên bình thường hóa quan hệ vào năm 1979. Quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên thời gian gần đây ngày càng trở nên căng thẳng, nhất là khi Mỹ và Hàn Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các tổ chức và công dân Triều Tiên bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động trái phép trên không gian mạng. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách đen đã tạo ra doanh thu mở ám và tiến hành các hoạt động trái phép trên không gian mạng để hỗ trợ chính phủ Triều Tiên thực hiện các chương trình phát triển vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo. Các tổ chức của Triều Tiên bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, gồm Đại học Tự động hóa Bình Nhưỡng, Cục Trinh sát Kỹ thuật thuộc Tổng Cục Trinh sát RGB và Trung tâm Nghiên cứu 110, đơn vị cấp dưới của Cục Trinh sát Kỹ thuật. Một tổ chức khác bị áp lệnh trừng phạt là Công ty Hợp tác Công nghệ Thông tin Chinyong. Một cá nhân bị trừng phạt là Kim Sang-man, người được cho là tham gia vào việc thanh toán tiền lương cho các thành viên trong gia đình, các chuyên gia Triều Tiên của Công ty Chinyong ở nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đang thực hiện các bước phối hợp với Hàn Quốc, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với các tổ chức và cá nhân của Triều Tiên có liên quan đến các hoạt động mạng bất hợp pháp. Mới đây, kho vụ tùng tiêm kích F-35 hiện đại của Mỹ đã phát hiện hơn một triệu linh kiện của họ đã không cánh mà bay, biến mất một cách khó hiểu và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lầu Nam Góc cũng không thể đưa ra lý giải cho vụ việc này. Rote dẫn thông báo của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ GAO cho biết, lâu năm góc không thể giải trình cho GAO nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát nghiêm trọng đối với kho phụ tùng dành cho F35 Lightning II, dòng chiến đấu cơ đất đỏ nhất trong quân đội Mỹ. Báo cáo của GAO nêu rõ, thất thoát trong kho phụ tùng F35 bao gồm các linh kiện nhỏ như bu lông cho đến các bộ phận lớn như lốp máy bay, càng hạ cánh. Giá trị của số phụ tùng này ước tính khoảng 85 triệu đô la Mỹ. Theo RT kể từ năm 2018, Lầu năm góc chỉ tiến hành điều tra đối với các trường hợp thất thoát khí tài lớn hơn 2% so với số lượng có trong trang bị hoặc trong kho. Cũng theo GAO, phụ tùng thay thế được lưu trữ trên khắp thế giới để sử dụng cho F35 của quân đội Mỹ và các quốc gia đồng minh đã mua máy bay này. Linh kiện do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin sản xuất. Do JPO thiếu quy trình theo dõi thất thoát, Lockheed Martin đã không báo cáo về hơn 900.000 phụ tùng thay thế bổ sung trị giá hơn 66 triệu đô la để đánh giá. Báo cáo của GAO là bê bối mới nhất đối với chương trình F-35 trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, vốn đang gặp một số trở ngại, bao gồm cả vấn đề động cơ dẫn đến lệnh thu hồi toàn cầu vào tháng 3. Chỉ có khoảng 30% phi đội F-35 của Mỹ hiện ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trung tướng Không quân Mỹ Michael Smith cảnh báo vào tháng trước rằng nguồn cung cấp phụ tùng thay thế thiếu hụt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì hoạt động của F-35 trong trường hợp Mỹ tham gia một cuộc xung đột mới. Báo cáo ngày 23 tháng 5 của GAO chỉ ra, việc thất thoát các linh kiện của F35, một phần là do lầu năm góc không giám sát được các kho phụ tùng do họ quản lý và các kho do các nhà thầu quản lý. Trong khi đó, lầu năm góc và các nhà thầu F35 không đạt được thỏa thuận về việc liệu các linh kiện có nên được phân loại là tài sản của chính phủ Mỹ hay không, dẫn tới việc xử lý linh kiện tồn kho bị thất thoát gặp trở ngại. Tính đến tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc có hơn 19.000 phụ tùng thay thế trên toàn cầu, đang chờ hướng dẫn xử lý từ GPO. Trong một số trường hợp, có phụ tùng đã chờ đến 5 năm. GAO cho biết thêm, Lầu Năm Góc đã nhất trí với 4 khuyến nghị của cơ quan này liên quan tới tăng cường kiểm đếm đối với kho phụ tùng của F-35. Vừa qua, một thanh niên lái xe tải mang theo cờ phát xít đã cho xe tông vào hàng rào an ninh ở gần Nhà Trắng. Liên quan tới vụ việc, hãng tin AFP dẫn tuyên bố của cảnh sát thủ đô Washington cho biết động cơ của thanh niên trên là muốn ám sát Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo cảnh sát ở thủ đô Washington, tài xế chiếc xe tải u hôn đã đâm vào hàng rào an ninh tại quảng trường Lafayette vào khoảng 22 giờ theo giờ địa phương hôm 22 tháng 5. Không có người nào bị thương trong vụ việc. Hình ảnh được truyền thông ghi lại cho thấy một lá cờ phát xít màu đỏ và đen đã được phát hiện trong quá trình lục soát chiếc xe tải. Tuyên bố của giới chức an ninh hôm 23 tháng 5 cho biết, người điều khiển phương tiện trên được xác định là Sari Vasit Kandula, 19 tuổi, đến từ thành phố Chesterfield, bang Missouri. Theo đó, Kandula đã bị truy tố với tội danh hành hung bằng vũ khí nguy hiểm, lái xe ẩu, đe dọa sát hại, bắt cóc, gây thương tích đối với Tổng thống, Phó Tổng thống và gia đình quan chức cấp cao của Mỹ, phá hủy tài sản công và xâm phạm trái phép. Trả lời ABC, một nguồn tin thuộc lực lượng thực thi pháp luật cho biết, Kandula đã khai với cảnh sát rằng người này muốn chiếm chính phủ và sát hại tổng thống Joe Biden. Khách sạn Hay Adams gần đó đã được sơ tán theo yêu cầu của cơ quan mật vụ Mỹ. Washington Post dẫn lời một quan chức khách sạn. Cảnh sát triển khai robot để kiểm tra xe tải nhằm đề phòng chất nổ. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát ở thủ đô Washington cho biết, không tìm thấy vũ khí trong quá trình lục soát chiếc xe tải dạng hộp những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và gặp lại.